Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Tình yêu và hy vọng. Một người đàn ông đưa vợ đi khám bệnh, nhưng ông không đủ khả năng chi trả tiền nhập viện cho vợ. Dù không đành lòng, nhưng ông cũng phải làm thủ tục xuất viện, thu xếp hành lý rồi hai vợ chồng ông về quê. Chào hai bác muốn về đâu đây? Chúng tôi đi ra bến xe phía Nam. Thế bác gái vừa xuất viện ạ? Chẳng giấu gì cậu, vì không đủ tiền cho nhà tôi nhập viện điều trị nên chúng tôi đành phải bắt xe về quê. Thiệt tình cờ, con đang làm việc tại một quỹ từ thiện. Con có thể tìm cách giúp đỡ hai bác. Nhưng trước tiên, bác cứ cầm số tiền này để làm thủ tục nhập viện cho bác gái trước đã. Nhưng chúng tôi có thể nhận ư? Hai bác cứ cầm đi, con chỉ muốn giúp đỡ hai bác trong khả năng của mình thôi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Kể từ sau đó, bất cứ khi nào họ cần đóng tiền viện phí thì họ sẽ nhận được tiền từ anh chàng lái xe tốt bụng. Ngoài những chi phí cần thiết phải trả cho bệnh viện, còn lại cuộc sống của ông bà rất đạm bạc. Họ động viên nhau phải cố gắng. Hết lần này đến lần khác, tiền trong tay họ đều đến từ nhiều bàn tay yêu thương của mọi người. Họ cần trân trọng số tiền này. Có lẽ những người giúp chúng ta cuộc sống cũng không hề dễ dàng. Chúng ta sao có thể tiêu tiền một cách lãng phí được chứ? Vào mùa xuân, bệnh tình của người vợ cuối cùng cũng thuyên giảm. Trong gần 2 tháng điều trị, họ đã nhận được tổng cộng số tiền 46 triệu đồng từ quỹ từ thiện mà anh chàng lái xe giới thiệu. Hai vợ chồng ông quyết định đến gặp những người tốt bụng đã giúp đỡ họ trong lúc khó khăn. Tuy nhiên họ không tìm được bất kỳ quỹ từ thiện nào như anh chàng lái xe nói. Hóa ra tiền mà hai vợ chồng ông nhận được hàng tháng đều được gửi từ chính anh chàng lái xe, không hề có quỹ từ thiện nào. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương. Phóng viên từ đài truyền hình đã tới vùng ngoại ô để phỏng vấn người đã giúp đỡ cặp vợ chồng. Tại sao anh có thể giúp đỡ một cặp vợ chồng mà anh không hề quen biết như vậy? Không có gì. Vào thời điểm đó, tôi đang đi ngang qua cổng bệnh viện. Tôi nhìn thấy họ thực sự đang gặp khó khăn và quyết định giúp đỡ họ. Tại sao anh không nói với họ ngay từ đầu rằng đây là tiền anh giúp đỡ họ? Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nhớ có một năm gia đình tôi nghèo đến mức không có cơm ăn. Ngay khi ba mẹ tôi lo lắng về vấn đề này, trưởng ấp đã mang túi gạo đến cho gia đình tôi. Ông nói đây là gạo cứu trợ của cấp trên. Ông biết rằng gia đình tôi đông người như vậy thì số lương thực được cấp chắc chắn sẽ không đủ cho cả nhà. Ông đã mang một túi gạo lớn hơn đến cho gia đình tôi và giúp cả nhà chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Sau một vài năm, ba mẹ tôi biết được từ vợ của trưởng ấp rằng túi gạo đó không phải là gạo cứu trợ mà chính ông đã lấy gạo từ gia đình mình để cho các gia đình gặp khó khăn hơn. Sự việc trên có ảnh hưởng lớn đến tôi. Tôi đã học được cách yêu thương và cho đi từ người trưởng ấp. Đó là yêu thương đích thực, cho phép một người chấp nhận sự giúp đỡ của bạn một cách thẳng thắn và không để đối phương có bất kỳ sự bối rối hay mặc cảm nào. Anh muốn giúp đỡ họ, tại sao anh không cho họ tất cả số tiền một lúc? Không thể đưa cho họ số tiền họ cần ngay lập tức. Nếu như vậy, những gì hai vợ chồng đó nhận được chỉ là tiền để điều trị y tế. Còn mục tiêu cuối cùng của tôi khi làm điều này là khiến họ cảm nhận được rằng họ luôn có thể nhận được tình yêu thương và hy vọng từ những con người xa lạ. Thật ra, đối với những người gặp khó khăn,
điều họ cần không phải là sự thương hại, mà là tình yêu và hy vọng vô tận.